thôn A đang giật mại phạm chậm chế khuôn biển chàng chiêm cứu quý y bé lành biển hiện hoi bố tỏi biển trên chiêm thôn ruộng chấm biển quý từ xuồng vâm bê vầm luồng bế đang mới phát chiếp trí liều tháo trung tâm xã phai bếp bình mai có thành công của chấm đồng chấm béo dù chàng chiêm xích bảng biển chuẩn bầu tập bích nhận trên biển có thành mình mài tông xích chấm nhận trên chăm chấu quân biển trên hai chỉ khâu mài bùn tháo chám biển dân thôn An đang chật mái rồng chán cuộn xin đặt liệp mai với chiếc tiểu chầu tằm tông bách ói sao tháo lại tế chầu chỗ vòng thòng mình gì chớ chầu tổng xe khác đã mà giờ tiểu bến quến mái mày chầu lần biển trên thôn An đang chật chi bộ trên bếp buồng khâu ước hít mình xuống tổng bách khóng phải đảng khi quốc chẳng thánh chớ thức tiểu chầu với biển dân hãy làn biển tông bách ói liều hàng ít trên lệnh kỳ chậm chết bằng bách kháng tiểu viện hay đạt tháo tới kiếm biển dân A Đăng ốc hết dệt tổ chức từ tiện thánh lần biển dân chế liệp tới giờ tìm chầu bê tông màn thị tiểu bích gang y thống biển khô tiêu chầu đa bách chỗ lũ thông bình liều chiếm này vòng xuống tế bê tông kéo bách tế tổng hy thang này tí tiểu buồn khâu dễ ánh mài khác gì khổ tổ chấm có làn họ xanh tổng chết chỗ tăng kiến gì chế liệp chiều này biết chuyện tiêu công chứa tạm diêm chấm tháo như bộ ói cấp cần khai tàu khu kiện lống nhất liệt thánh biển dân bị xuống tới biển lầy chứ bộ tổng ói có cấp bằng tháo bằng thánh chế liệp chuyện tiêu chầu và trên liều bất biển lầy buôn biển dân kéo khỏi xanh mình xuống tổ sâu và quan tâm giúp đỡ để xây dựng một cầu kiên cố hơn để đảm bảo và thuận tiện cho bà con nhân dân đi lại cũng như là học sinh. Chí hắn quý huyện Đắk Rông đã tiếp đảng của chàng mạng tháo chế liệp chấm tiểu chầu quý xuông liền bình có tề lăng ói chấm chấm tháo và tiểu chầu bài trên sẽ tốt liệp pháo giúp y bung xuồng khen ai can tế tiểu ói tháo diêm biển dân.